Hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2022. Thì có 100 xuất quà để tặng cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây. Thì trong cái phần quà này á, con lấy cái mâm quà hồi trưa đem qua ra đây. Có bánh nè, sữa nè, áo ấm nè, rồi áo sơ mi nè. Đó. Rồi kẹo nè. Dép thì còn một số ít thôi. Thì mỗi bé sẽ được một cái cặp. Đó, đứa lớn thì cặp lớn, đứa nhỏ thì sẽ là cặp nhỏ. Rồi sẽ mỗi bé sẽ được một bao lì xì. Đây có phần quà đây. Phần quà là mỗi bé sẽ được hai bịch bánh xốp sầu riêng, 4 bịch sữa đậu nành. Và đây 3 bịch, 4 bịch. Cái này 4 bịch mà đâu có hết bịch rồi con. Mỗi bé là 4 rớt không. Rồi 4 bịch này nè. Và hai cái 6 áo sơ mi nhỏ. Và một cái áo khoác. Áo khoác này có cái nón đội luôn, có hai túi rất là dễ thương. Đó, mâm một mâm nó là vậy. Và sẽ cho đôi dép. Nhưng mà coi như đôi dép này thì nó không tới 100 đôi. Đó, kẹo nữa nè. Đó. Thì bây giờ là hẹn 5 giờ mà giờ này các bé tới rồi, bắt đầu mình chuẩn bị trao quà cho các bé rồi cả nhà ơi. Lo 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 lo. Ngày Tết đã đến rồi. Hôm nay các bé thiếu nhi được nhận quà rất là nhiều luôn. Các bé thiếu nhi ơi. Các bé thiếu nhi à. Hôm nay các con có vui không? Các con có khỏe không? Trời ta. Ta đứng. Các con đứng dậy ha. Giỏi quá. Đất ta. Nhạc nhiều quá ha. Nhưng mà phần đa số là các bé biết, cho nên đứng dậy. Không, trời ta thì ta đứng, đất ta quỳ ngồi, đúng không các con? Cô Thủy hôm nay rất là thương trẻ em. Nhưng mà cô Mai Hằng giống như là cô Jennifer hoặc tất cả mọi người cũng không có bắt buộc cô Thủy là hôm nay phải tặng quà cho các bé. Nhưng mà cô Thủy cảm nhận được tất cả mọi người đều thương trẻ em. Có đúng không các con? Trẻ em là phải được cha mẹ, ông bà yêu thương và cho ăn uống đầy đủ nè, cho đi học nè, đúng không các con? Mà trẻ em là phải ngoan nè, đúng không các con? Cái gì cũng đúng hết trơn. Ở đây có bé nào mà không ngoan không? Bé nào không ngoan giơ tay lên coi. Bé nào không ngoan giơ tay lên. Bé nào cũng ngoan hết trơn á. Cô rất là cảm ơn các con. Ở đây thì hôm nay là con biết là ngày hôm nay là còn có mấy ngày nữa Tết rồi. Hôm nay là ngày 27 Tết. Thì cô Thủy nghĩ đến các con là những đứa bé mà có gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà cô Thủy biết rằng là dù khó khăn thế nào, nhưng mà ông bà cha mẹ đều lo cho mình ăn uống đầy đủ, đúng không các con? Và cho các con đi học. Nhưng mà ở đây nè, nói thiệt nha, có bé nào không được đi học không? Nói thiệt đi, giơ tay lên coi nào. Có ai không được đi học không? Không, bé nào mà 6 tuổi á. Ủa con mấy tuổi con? Mấy tuổi? Con mấy tuổi? 6 tuổi. Ờ, con đi học chưa? Cô Thủy xin lỗi các con nha. Cô Thủy đem khẩu trang vô nè. Đó. Con 6 tuổi, con chưa được đi học. Và tại vì lý do năm nay mình bị dịch Covid, lẽ ra là cái tuổi 6 tuổi là năm nay được nhập học nè. Đó, nhưng mà do vì dịch Covid cho nên con chưa được nhập học. Chứ không phải là con không được đi học nha. Ha. Rồi còn bé nào không được đi học không? Rồi cảm ơn các con rất là
thôi. Ý của Mỹ là những bé nào mà 6 tuổi trở lên thì các con phải lên học và phải cố gắng học tập. Dù có nghèo có khó khăn ở nào thì ba mẹ ông bà và địa phương đều quan tâm các con hết. Cho nên đứa nào không đi học là thị sẽ buồn và giận đó. Rồi, các con ơi, cô Thị biết là có bé nào á là có lần đầu tiên đến đây, và bé nào đã đến đây đã từng đến đây để nhận quà rồi đâu, bé nào đâu, lên lên ơi. Dạ, kỳ này ít quá ha. Rồi đây những cánh tay 1 2 3 4 5 6 được chưa hả? Hả, con có lên rồi nhìn cho tay lên. Không. Rồi có khoảng 20 bé à, chứ à tại vì á cô Thị không báo nhiều. Rồi cảm ơn các con để tay xuống. Cô Thị không có dám thông báo nhiều vì lý do dịch bệnh, cô Thị không có tập trung được con quá đông ở đây, cho nên cô Thị chỉ nhắn ít ít thôi. Và bây giờ đó, hôm nay thì do cô Thị chỉ có một mình, mấy anh tài xế thì về quê hết rồi, mỗi người đều rất là bận biểu để lo công việc tết á, cho nên á là cô Thị chỉ còn với chú Cường đang cầm máy quay phim, và chú này là chú Be và cô Loan, có hai chị mà con của cô Loan nữa. Đây bây giờ đây có một bé My này đây, đây chị này tên bé My nha. Rồi bé Huệ đây, con đem nước suối mời mấy bé uống, mỗi chai mỗi đứa một chai nước suối, các con đồng ý không? Rồi rồi mỗi đứa một chai nước suối nha. Rồi sau đó là cô Thủy sẽ phát quà phụ phát cho anh. Rồi mỗi bé một chai nước suối. Rồi các con đứa nào có đứa nào biết hát không? Ai biết hát giơ tay lên nè. Trời ai biết hát đâu, nào có bước lên con. Rồi lên hát là có phong bao lì xì. Trời ơi, bao lì xì này đẹp lắm luôn á con. Rồi cô chào con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con giới thiệu cho mọi người đi. Dạ con tên Kim, con 8 tuổi. Rồi con hát bài gì? Ba hương thơm. Giỏi quá. Rồi con quay xuống với mấy bạn con hát đi. Ba hương thơm vì con giống mẹ, mẹ hương thơm vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu nhau, ta là nhóm gặp nhau là cười. Đây quá, giỏi quá rồi. Đây cô thử liền xì cho con. Đây rồi, đây quay qua đây, quay qua đây. Rồi tặng con cây kẹo luôn. Xin mời cả nhà, tại vì cái khẩu trang mình bịt lại mình nói chuyện nó không có được lớn á cả nhà, thì mong cả nhà thông cảm nha. Rồi cho nước suối các bé đầy đủ chưa? Mỗi bé một chai nước suối nha. Và sau khi mà con tặng quà cho các bé xong rồi, quý cô chú nào mà những người lớn tuổi mà vẫn chưa có nhận thuốc thì sau khi cái chương trình này xong thì con tiếp tục là gửi cho là 10 viên C uống trong 10 ngày cho nó khỏe. Và thứ hai nữa là con sẽ cho mọi người một phần thuốc Palomax để mà giảm đau, giảm sốt, giảm nhức là trong cái dịp Tết này đó, thì cũng rất là cần thiết. Cho nên đó là sau cái chương trình này nghe qua quý bà cô chú. Bây giờ còn đứa nào biết kể chuyện nữa không? Kể chuyện nữa không? Có ai có chuyện gì không? Kể nè. Rồi có ai biết hát không? Rồi các con có đứa nào có chuyện gì mà có muốn chia sẻ thì cô Thủy mời lên đây nha. Đâu có đứa nào không? Trời ơi lắc đầu. Chắc là mắc cỡ đúng không? Các con mắc cỡ đúng không? Rồi sau này đó, bây giờ các con về nhà nè, phải tập hát nè, nha. Và phải đọc truyện nè, đứa nào biết chữ thì phải đọc truyện nè.
ha, để mai mốt mình đi cho tết chỗ này chỗ kia mình biết chuyện để mình kể ha, biết nhiều câu chuyện hay để mình kể chuyện cổ tích thì kia đó con nha. Cô không nói là mất thời gian với tụi con. À, lẽ ra cô sẽ có những cái trò chơi để cho các con được chơi, được vui và được thi. À, nhưng mà cô không muốn kéo dài thời gian tại vì á ngoại nội hay là mẹ đồ còn phải lo công việc. Cho nên là cô là bắt đầu chính thức gửi tặng các con những phần quà. Thì trước khi gửi những phần quà cho các con thì các con hãy gửi cho quý cô chú khán giả tất cả quý ân nhân đã nhận gửi phần quà cho mình một tràng vỗ tay thật lớn đi các con. Cô quay nó nhỏ mà quay tao làm cái gì? Trời ơi. Cô Thủy sẽ tranh thủ cho các con về. Về nhà còn có mấy ngày nữa tết thì bà ngoại bà nội hay mẹ của các con rất là lưu vui vui vẻ. Lẽ ra cô sẽ có những cái trò chơi là cho các con nè, rồi thi ca hát, rồi nói chung là rất là nhiều tiết mục để cho các con được vui thoải mái luôn. Coi như nhưng mà do vì cái thời gian cho nên cô chính thức tặng quà cho con ngay bây giờ, không để mất thời gian cho các con. Và trước khi tặng quà cho các con thì các con hãy gửi đến cho quý ông bà con chú tất cả mọi mọi nơi từ nước ngoài ở Việt Nam đó, một tràng vỗ tay thật lớn cho các con. Rồi hôm nay nhận quà các con có vui không? Vui cho tay lên nào. Yeah. Rồi cảm ơn các con, thì bây giờ chương trình tặng quà bắt đầu nha. Rồi đem đến rồi đó nè, mỗi đứa một giỏ quà nha. À, con bước vô đây là tặng cặp bé nhỏ thì tặng cặp nhỏ, bé lớn thì tặng cặp lớn. Rồi qua đây thì cô sẽ cho kẹo nè. Và không đây các con nè, một cái giỏ quà này trong đây á là có sữa nè, có bánh nè, rồi có áo khoác nè, và hai cái áo sơ mi mà bé bé nè. Nếu mà các con nào mà hơi lớn thì dành cho em mình, hay em mình không có thì cho người hàng xóm. Và mỗi đứa lớn thì sẽ được một cặp. Cái cặp này của hội thiện nguyện đi đến, cặp này rất là đẹp luôn. Nhưng mà bé nhỏ xíu thì sẽ là cái cặp nhỏ ha. Và ngoài ra thì bánh, sữa, áo khoác và áo sơ mi và kẹo, và mỗi bé còn được một phong bao lì xì. Trong phong bao lì xì này là có 50 ngàn nha. Rồi rồi bây giờ mời Long hướng dẫn đi, hướng dẫn từng hàng lên hàng trên trước nha. Từ từ lắm ơi. Rồi, có 5 bạn lên trước. 5 bạn đứng trước ở đây đi. Con đứng theo đây nè. Trời, khoan ngừng lại đâu ơi. Rồi, lấy cổ ra, lấy cổ ra đất bé. Không, các con xây mặt ra đây, các con xây mặt ra đây. Mặt ra. Rồi, lấy mặt ra hết. Xây mặt ra đây đây, xây mặt ra đây nè. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình phát kẹo đi nè. Khoan đứng lại. Một, khoan, các con đứng thay mặt ở đây nè. Trước thay mặt ở đây là nhìn trước kìa. Rồi, phát kẹo cho các bé đều đi con ơi. Mỗi bé 2 viên kẹo đi, 3 viên cũng được. Rồi, chặt hết chưa? Thấy cho cặp lớn con ơi. Cho bé này chặt lớn con ơi. Trời ơi. Cô bước vô cho lại đi để em đem cho tập lên luôn. Quá trời luôn, cầm không có hết luôn. Rồi. Đó, rồi bây giờ nè. Cảm ơn con. Rồi cho em đi ra nha. Cảm ơn con. Rồi cô cảm ơn con. Cảm ơn đi. Cảm ơn con. Rồi.
Rồi, cảm ơn con. Rồi, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Rồi, bác đưa cái chảy đó. Điện tử con cứ đưa cái chảy, đứng đây, đứng đây. Rồi, quay mặt ra đây con, quay mặt ra đây nè. Các con tên là con, quay mặt ra đây nè nha. Rồi, đứng đây con. Con phiếu ba ơi, con phiếu ba nha. Rồi, cho bé này cái cặp lớn dùm đi. Con ra cho quà đi con, biết cho cặp con không biết lớn nhỏ gì luôn á. Qua cho quà đi con. Bé này là cho nó cặp lớn là tại vì nó lớn. Kẹo có đủ chưa con? Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Đây đây, ơ giỏi. Đây đây đây. Trời ơi, nó nghe được nè. Dép nữa, đây nè, cho nó dép nè. Bỏ dép vô bé. Bỏ vô cặp cho con nè. Quá trời nhiều luôn. Dép nữa, dép nó lại cho con. Mấy cái túi này đây cũng như nè. Đây nè con ơi, con. Đây nè, cảm ơn con. Giỏi trời. Nó không nổi mà sát cho nó. Giỏi. Bốn bé đến đây. Bước qua đây, bước qua đây. Rồi nhìn ra đây con. Bé này nó bự cho con cặp bự. Con thấy mặt ở đâu con? Rồi bước bốn bé, bốn bé bước lên. Bé này cho cặp lớn. Rồi bé này cho cặp nhỏ. Bé kia cho cặp lớn. Các con ơi, nè các con nhìn mặt ra con nè. Nhìn mặt ra đây. Đứng lên rồi chỗ nha. Rồi, bà chưa nhận kẹo rồi, bỏ vô trong giỏ cho các bé đi. Cho ba con viên luôn đi con. Rồi. Rồi các con nhìn mặt ra đây, các con nhìn mặt ra đây. Nhìn mặt ra con này nha. Rồi, này, cảm ơn con. Ra đi con. Cảm ơn con. Rồi, rồi, cảm ơn con bước ra. Cảm ơn con. Nằm cái túi dùm cho bé. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Giỏi, giỏi, giỏi. Cảm ơn con, bốn đứa nữa. Bước ra đây nha con, bước ra đây con. Rồi, thật nhỏ cho, thật nhỏ. Rồi. Con đứng lại, con cứ đứng lại nhìn đây. Nè, con cái này nè, có lấy cái này không? Từ từ chào bố mẹ. Các con quay mặt ra đây nè. Các con quay mặt ra đây. Bé chơi con cho cặp lớn đi, bé cứ cặp lớn đi. Rồi. Đây. Ra. Rồi, con nghe thấy đúng nha. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Mấy đứa cái nhỏ cho mấy cái đôi dép chùm đi nha. Cho ba bốn cục cái kẹo đi con, nhanh tay lên. Rồi, con đứng đây nè bé. Đưa cặp cho bé lên, nhanh lẹ lên. Quay mặt qua đây con. Banh cái vỏ ra con. Đi. Nhanh lên nè, đây nè. Cô đẩy bé qua đây nè, cô đẩy đây nè. Bưng cái vỏ kẹo qua, bỏ thêm hai đứa vỏ kẹo bên đó đi, nó đứng đây chèn mặt qua. Đây, tí nữa con mang qua bên kia đi. Cái đẩy chưa chưa chui để mấy đứa nhỏ tội nó. Thôi rồi, được rồi. Con cứ từ từ đi. Tại vì nó đóng chung là tù, bấm là đủ. Rồi. Bỏ vô cái vỏ bên kia kìa.
con quay qua con bỏ giỏ bên đây nè, rồi chị đưa ra thôi. Rồi bước vô cái giỏ lớn, cái giỏ cái cặp lớn cho bé. Đeo vô đâu khổ quá, đeo vô luôn. Cái phát rồi lộn luôn. Đây nè con. Rồi cháu ai đúng luôn. Cháu ra chị ơi. Tay mặt ra đây nè. Tay mặt ra đây cô nè. Rồi, đây. Đây vô đây bà bảy chở cho rồi con đi cho mẹ. Đưa tiền con hỏi đi. Để bà bảy vô bắt chở đó được không? Ăn sáng xong rồi uống rất là tốt cho sức khỏe trong những ngày Tết nha.
và đây là nguyên một hộp thuốc Calamax giảm sốt, giảm đau, giảm nhức đầu, nhức răng, đau bụng, đồ uống cũng rất là hay. Cũng là uống sau khi khi ăn, uống ngay gì sau khi ăn. Dạ. Rồi. Con bước qua lấy thuốc giùm anh. Đứng ở đông nè con ơi, đứng ở đông giùm. Rồi con bước, con bước lên giùm con. Rồi cô bước lên, từng người một nha. Rồi. Cô gửi tặng cô hộp sữa. Rồi, gọi bác. Gửi thuốc đo bác về đó. Rồi. Gửi viên thuốc. Rồi. Hộp thuốc này mắc tiền lắm đó nha. Mấy tỷ lận á. Đây 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 đây. Thầy con qua đi từ người thôi, đi từ người thôi. Không này cho người lớn tuổi. Cho người lớn tuổi hơn. Dạ thì đã gửi thuốc cho mấy cô chú lớn có hoàn cảnh khó khăn, gửi một số ít thuốc và cái chương trình tặng quà 100 phần cho các cháu thiếu nhi cũng đã xong. Thủy thì không có dám nhắn nhiều các bé tại vì trong lúc tình hình dịch bệnh rồi những cung Tết nhất nó cũng lu bu lắm mà tập trung đông quá không nên, thì chỉ tặng 100 phần nhưng mà hiện tại bây giờ cũng còn 10 phần. Nếu có gì thiếu sót thì cũng mong quý vị thông cảm và đóng góp ý kiến cho Thủy. Và cái chương trình lẽ ra là Thủy sẽ đi lên trên miền cao nhưng mà do cái thời gian không đủ rồi Thủy không tặng được, không đi được và Thủy tặng quà cho các cháu ở thành phố Hồ Chí Minh của mình. Thì so ra các cháu ở thành phố thì may mắn hơn, dù sao đi nữa các cháu được được ăn uống rồi được ăn mặc rất sạch sẽ chứ không phải những cháu mà ở trong rừng, rừng cao, rừng núi này kia nọ. Các cháu nhìn lem luốc nhiều khi thấy tội lắm. Nhưng mà dù gì đi nữa thì các cháu ở thành phố Hồ Chí Minh là tất cả mọi đứa trẻ em, đã nói là trẻ em rồi, là dù giàu hay nghèo gì đó thì các cháu cũng đều rất là đáng yêu. Nếu mình có cơ hội mình gặp các cháu bé ở đâu, mình có bánh có kẹo thì mình cũng chia cho các cháu thôi. Hôm nay là ngày 27 Tết, thì kết thúc chương trình chia sẻ yêu thương đến cho mọi người. Rồi thì cũng xin chúc tất cả là luôn được vui vẻ, mạnh khỏe và chuẩn bị đón một cái năm mới thật là hạnh phúc, thật là may mắn. Và xin chào và hẹn gặp lại.